Cơn mưa đầu mùa phá tan đi cái hanh hao của những ngày nắng nóng. Ai cũng hân hoan với thời tiết mát mẻ lúc giao mùa. Khoảng thời gian này có lẽ luôn để lại trong ký ức tuổi thơ tôi và bạn bè nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là khi nhớ về những ngày đi bắt cua đồng. Ở quê tôi, cua đồng có hầu như quanh năm, nhưng rộ nhất là từ tháng 7 đến tháng 11 âm lịch hàng năm. Thời điểm vào mùa nước lên cũng là lúc cua về nhiều nhất. Còn nhớ hồi đó, con nít mới lớn đã biết mò cua bắt ốc. Tuy phải lội ruộng, nhưng với tụi tôi, bắt cua chưa bao giờ là một công việc nặng nhọc mà chỉ như một trò để chơi cùng tụi bạn. Thường thì chúng tôi hay chơi ở ngoài vườn, nhưng vào mùa mưa, sau khi thu hoạch xong mùa màng, thì những cánh đồng chính là sân chơi thứ hai. Tụi tôi thường kéo nhau ra ruộng vào buổi trưa hoặc sau khi tạnh mưa. Lúc này nước rút bớt, cua bò ra khỏi hang đi kiếm ăn, nên có thể dễ dàng thấy dưới lớp nước lấp sắp mặt ruộng. Còn nhớ hồi đó, thằng Tí là đứa háo hức với trò bắt cua này nhất. Thế nên khi nào đi, nó cũng đều mang theo một cái thao thật to để đựng cua. Vì cua đồng mùa này nhiều vô kể, đến nỗi cách dạy bước chân là đã có một con. Có nhiều cách bắt cua đồng, nhưng tụi tôi thích nhất là bắt bằng tay để được tha hồ chạy nhảy. Bắt cua cũng không có gì gọi là khó, chỉ cần chụp một phát là bắt được, nên cũng không cần đồ nghề gì. Thỉnh thoảng cũng bị cua kẹp đau điếng, nhưng gỡ càng ra được rồi lại tiếp tục bắt. Tay đau rồi thì hết, chứ còn cái thích thú khi rình và chụp con cua, nó vui sướng gấp trăm lần. Mà bị kẹp vài lần cũng thành quen, chúng tôi không còn đứa nào sợ bị cua kẹp nữa. Do cua có tập tính đào hang trú ẩn, nên thục tay vào hang mới bắt được. Đi bắt nhiều nên tụi tôi rút được kinh nghiệm. Thường thì miệng hang cua nhỏ vừa phải, vết đứt còn mới. Mà hang còn cạn thì mới thò tay vô bắt được, còn hang sâu thì phải dùng cây chọc cua ra. Sau một buổi phơi nắng ngoài ruộng, số cua bắt được cũng kha khá. Thế là cả bọn bắt đầu nhóm lửa nướng cua ăn. Mà hồi đó, con bé bà còn nghĩ ra món cua luộc trái dừa cũng ngon hết sảy. Ý tưởng của nó là từ chuyện bọn tôi ăn cua nướng hoài cũng chán, mà giữa đồng thì làm gì có nồi niêu để làm món. Vậy là con nhỏ liền nghĩ ra chuyện lấy trái dừa giả bộ làm nồi để luộc cua. Ngồi chờ lâu lắc, cuối cùng thì cua cũng chín. Quả là không uổng công, bao nhiêu tinh túy từ nước dừa như rút hết vào con cua. Cua luộc ra đỏ ao, thơm lừng, thịt thì vừa ngọt vừa mềm. Vậy là không cần phải quài vặt hàng quán xa xôi, các sản vật đồng quê nhanh chóng được vùi dưới đống rơm và trở thành một bữa tiệc linh đình.
Đi bắt cua chơi vậy mà nhiều khi cũng trúng mánh, bắt được cả thao đầy cua nên đem đi bán. Muốn ăn cua thì ra ruộng chụp một hồi là đủ ăn, chứ xóm tôi đâu có ai bán cua đồng đâu. Vậy mà khi thấy tụi tôi bán thì mấy dì mấy chị cũng ghé lại ủng hộ cho vui, coi như lì xì cho đám con nít ăn hàng. Nói tiếng là đi bán cua, nhưng không đứa nào có cân đem theo, cũng không biết phải bán bao nhiêu tiền, mà tùy vào mấy gì trả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tụi tôi là con nít thì đi chụp cua ngoài đồng, chứ còn người lớn thì bắt cua kiểu khác, giống như chú Tư tôi thường đi đặt lợp bẫy cua ở cặp mé đìa. À mà nhắc tới cua đồng thì không thể không nhắc tới món bún riêu cua đồng, món khoái khẩu của cả nhà tôi. Mẹ tôi làm món này là ngon hết sảy. Cua giả ra lấy nước làm riêu, hầm nước dùng với giò heo, thêm màu điều cho món ăn có màu sắc hấp dẫn, nêm nếm gia vị vừa ăn, vậy là đã có một nồi bún riêu ngon lành. Chỉ đơn giản vậy thôi mà bật lên được tất cả mùi vị đặc trưng của món ăn, hương vị đậm đà từ miếng riêu cua đồng quyện với mùi mắm ruốc, dắt thêm miếng chanh rồi ăn kèm rau muống. Đi chơi về mà được ngồi ăn liền một tô bún như vậy thật ngon không gì bằng. Bắt cua đồng đầu này đã là công việc mang lại nguồn thu nhập cho người dân quê tôi. Thế nhưng với tôi, những buổi đi bắt cua mùa nước nổi, hương vị con cua luộc trái dừa thời thơ ấu hay món bún riêu đậm đà của mẹ, tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp khi nhớ về con cua đồng.